Bọn chúng nắm rõ hành tung chúng ta ở trong lòng bàn tay, gài bẫy mai phục khắp nơi. Lẽ nào trong quân binh có người tiết lộ hành tung của chúng ta? May nhờ có du tộc tương trợ, binh tướng quân Quyền Giáp vô cùng cảm tạ.
Đây là việc của du tộc chúng tôi. Du tộc vốn dĩ phải có trách nhiệm bảo vệ nước Ngụy. Huống hồ chi điện hạ đã từng giải cứu chúng tôi, đền đáp công ơn là lẽ tất nhiên. Không phải các người mất hết linh lực rồi sao? Là Khanh Trần cô nương giúp chúng tôi hóa giải cấm chế, phục hồi linh lực. Sao cô ấy có thể làm được vậy? Vì vội vàng tới đây, chưa kịp hỏi kỹ. Bây giờ cô ấy ở đâu? Có lẽ là ở Tà Dương Cốc. Cô ấy là tộc nhân các người. Nói vậy các người không biết rõ về cô ấy hay sao? Là chúng tôi bị áp giải đến huyện Bình Hưng mới gặp cô ấy thôi. Trước đây ở trong tộc chưa từng gặp qua. Cấm chế trên người các cô, ngoài ám du ra còn ai có thể giải được? E là chỉ có trưởng lão và thánh du nữ. Nhưng thánh du nữ đã trăm năm rồi chưa từng xuất thế. Nhưng mà nếu như cô ấy là du nữ thì sao lại không biết pháp lực khác? Hay là ngụy trang, chỉ có giả vờ không biết linh lực khác thì người khác mới không đề phòng được cô ấy thôi. Nếu như cô ấy muốn hại chúng ta thì tại sao lại cứu chúng ta? Nếu là ám du sẽ khiến cho chúng ta Gia Lăng Dương điện hạ đi vào chỗ chết. Hả? Vậy thì Mỹ Nha liệu có nguy hiểm không? Quả nhiên các người đều ở đây. Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta. Vệ trưởng chính tôi gan, nhìn thấy Lăng Dương điện hạ còn không mau quỳ xuống. Ngài là Lăng Dương điện hạ? Hãy nhìn cho rõ đi, chú soái quân quyền giáp, người khác dám mạo danh hay sao? Mặt tướng tham kiến Lăng Dương điện hạ. Tham kiến Lăng Dương điện hạ. Tha lỗi mặt tướng vô lễ, Lăng Dương điện hạ là chủ soái quân quyền giáp, trấn thủ đại doanh, không hiểu sao người lại cải trang vào thành mua Juno vậy. Không biết không có tội, đứng lên đi. Ta điện hạ. Chỉ cần ngươi hứa với ta, thả các du nữ này đi, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ. Lúc trước quân thù đột kích, may nhờ những du nữ này ra tay cứu giúp, họ có ơn với huynh đệ ta. Nếu ngươi bắt họ đưa về Đại Long thì bản dương và tứ ca làm sao nhìn mặt họ đi chứ? Điện hạ thứ tội, họ đều là tội nô của triều đình. Mặt tướng làm đúng trách nhiệm, tuyệt đối không thể để cho họ thoát khỏi tay thuộc hạ. Đây cũng là luật pháp Ngụy quốc.
Trước đây họ cũng đã cùng quân Nguyên Giáp chống quân địch, cũng coi như lấy công chuộc tội. Sao có thể không cho họ một con đường sống chứ? Công là công, tội là tội. Mạc tướng chỉ phụng mệnh trông coi đám phản nô này, chứ không có quyền xá tội cho họ. Ngươi, ý của ngươi là nhất định phải bắt bọn họ về đúng không? Quốc pháp là vậy. Xin điện hạ đừng làm khó Mạc tướng. Không thể nào thương lượng được nữa, có đúng không? Không thể làm trái mình được. Cầm lấy đi, mấy cô nương này bổn dương mua rồi, buôn bán tội nữa, hợp tình hợp lý. Du tộc bị cho là phản nô, trong đó chắc chắn có nhiều nguyên nhân. Chính lệnh triều đình quá nhiều, có nhiều chỗ còn lắm sai sót. Trước khi thay đổi chính lệnh, ta đảm bảo với ngươi, họ tuyệt đối không xuất hiện ở nước ta. Vậy thì ngươi cũng không bị tội làm trái luật. Mà tướng trước giờ chưa từng gặp được Lăng Dương, nhưng lại vô cùng khâm phục điện hạ. Chỉ cần làm đúng quy củ, giờ những du nô này xin giao lại cho ngài. Đại ân đại đức của Lăng Dương điện hạ, du tộc nhớ mãi không quên. Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi biên thành. Biên giới nguy hiểm, nhị vị điện hạ xin hãy bảo trọng. Mạc tướng xin phép hộ tống điện hạ và đại doanh. Tỷ tỷ xin thề, quyết không để muội phải chết oan uổng. Sẽ có một ngày du tộc nhất định lại được uy hoàng như xưa. Trước mắt cứ giấu thân phận trước đã, tránh trên đường đi xảy ra sự cố. Vào xem thử coi còn người sống hay không. Đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra nông nổi này? Sau khi điện hạ đi, Tịch Dương điện hạ hạ lệnh quân binh rút lui, mà quân Nguyên Giáp ở lại canh giữ. Không ngờ Tiêu Tích dẫn quân về đột kích. Quân đệ,
Quả nhiên Tiêu Tích sớm có mưu tính, phái một đội quân nhỏ cản đường chúng ta lại trước, rồi đại quân chủ lực thì tiến về đại doanh. Chỉ là tại sao Ngũ Ca lại đột nhiên rút quân về chứ? Con gặp du nữ đâu không? Lần trước tôi báo tin cho mặt tướng là một tiểu du nữ còn nhỏ tuổi, thuộc hạ đã bắt cô ta nhốt vào trong phủ rồi. Nơi này không thể ở lâu, người của Tiêu Tích hẳn còn ở gần đây. Ngươi hãy điều quân về quận Bình Hưng, ta đi tìm những huynh đệ còn sống sót. Tình hình quân địch không rõ, sao chúng ta có thể để điện hạ ở lại đây được? Quân Bình Hưng vô cùng quan trọng, hiện đại quân vào biên giới cần phải gia tăng đề phòng. Nếu ngày sau có cơ hội, Dễ Trường Chinh nguyện theo điện hạ lập công giết giặc. Đi đó, các huynh đệ đi. Điện hạ, Nguyên Lăng vậy mà chưa chết, hắn nhất định sẽ điều tra chân tướng sự việc. Thần đã sắp đặt xong rồi, bắt hết tất cả các tướng sĩ biết chuyện, cho chém chết bọn chúng ở ngoài quân trướng. Quân Quyền Giáp là một tay tứ cao huấn luyện, nếu mà có sơ suất nào bị bọn chúng phát hiện ra, e là cái thế lực này khó mà quy tụ về dưới cờ của chúng ta. Chuyện này ân gia dù dốc hết toàn lực cũng phải giúp ngài hoàn thành đại sự. Mẫu thân sắp xếp thất đệ đi A Xài tộc cầu thân, lại đưa ta vào quân đội để lập công. Mỗi nước cờ của mẫu thân đều là tính toán cho nước Ngụy. Người thân là nữ nhi của ân gia, vì địa vị trong triều của ân gia đã tốn không ít công sức rồi. Quý phi nương nương làm như vậy là vì Tịch Dương và Trạm Dương điện hạ. Chỉ là ta không biết trong lòng mẫu thân tính toán như thế nào. Rốt cuộc là ta hay là thất đệ sẽ ngồi lên ngai vàng này đây? Tứ ca của ngài thật là bản lĩnh đó. Người của ta phái đi, không ngờ đều chết hết ở trong tay của hắn. Ta gửi tin cho ngài từ lâu rồi, quân Quyền Giáp cũng đã ra khỏi đại doanh, nhưng hiệp ước giữa chúng ta vẫn chưa đạt được. Ngài yên tâm đi, chỉ cần hắn còn ở quận Bình Hưng thì không khó đối phó. Hắn không dễ đối phó vậy đâu. Lần này đã không xử lý được hắn, chúng ta phải mau suy nghĩ cách khác. Là cách gì chứ? Ta là sứ giả nước Ngụy, cho dù hai nước giao chiến cũng không chém sứ giả. Ông làm như vậy chính là đại kỵ trong ban giao hai nước. Ông không sợ là bị người đời phỉ báng hay sao? Nước Ngụy trùng hợp, thật quá trùng hợp. Thích khách lần trước đâm bệ hạ của ta cũng là người của nước Ngụy đó, hiểu chưa? Từ lâu ta đã nhận được tin, theo dõi ngươi suốt đường đi. Ngươi lén lén lút lút vào thành hành sự, không phải để tiếp ứng thích khách hay sao? Người đâu, dùng trọng hình. Nếu như các ngươi đã bắt được ta, chắc chắn biết rõ thân thế của ta. Trạm Dương điện hạ đang ở dịch trạm ngoài thành, lần này ngày tới là có chuyện muốn thương lượng với quốc dương quý quốc. Trạm Dương, nói vậy chuyện này do Trạm Dương lên kế hoạch sao?
Trạm Dương đã muốn tới đây cầu thân thì cần gì phải dùng thủ đoạn ngu xuẩn này chứ. Chờ ta đến gặp Trạm Dương này rồi thì tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Phụ Dương. Nữ nhi. Ngự y vừa mới khám xong, vết thương của Phụ Dương tuy rằng không đáng ngại nhưng phải đề phòng để lại di chứng. Không sao. Nữ nhi, bắt được thích khách hay chưa? Người này rất quen thuộc địa hình trong cung, đường lối tẩu thoát cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tuy chúng ta đã phái nhiều người truy bắt nhưng mà vẫn để cho cô ta trốn thoát. Tuy nhiên nhìn chiêu thức võ công thì rất giống công phu của quân đội Ngụy Quốc, nhưng con cảm thấy chọn nơi này để hành thích không giống phong cách hành sự của hoàng đế Ngụy Quốc. Con nói rất đúng. Chỉ mấy ngày trước ta còn nhận được quốc thư của Nguyên An hoàng đế Ngụy Quốc. Dạo gần đây họ phái Trạm Dương tới tộc A Sài chúng ta, không có lý do nào họ làm chuyện này. Hôm đó lúc nữ thích khách đó nói chuyện cùng với ta đã để lộ ra khẩu âm người Lương Quốc. Tuy cô ta đã cố sức che giấu nhưng vẫn để lộ sơ hở. Chuyện này e là muốn mượn tay chúng ta trừ khử Trạm Dương, dẫn tới mâu thuẫn giữa ta và Ngụy Quốc. Họ thì làm ngư ông đắc lợi. Nữ nhi, chuyện này vô cùng quan trọng, phải mau chóng điều tra rõ ràng. Dạ, con đã cho người gọi Mộc Hải Sa. Kêu Mộc Hải Sa tới đây cho ta. Khởi bấm công chúa, tướng quân Mộc Hải Sa đã ra ngoài thành rồi. Ra ngoài? Đêm qua Mộc Hải Sa tướng quân bắt được một tên mật thám nước Ngụy. Nghe nói thất hoàng tử nước Ngụy giờ đang ở ngoại thành. Tướng quân cho rằng bệ hạ bị hại có liên quan tới thất hoàng tử. Hồ đồ! Phụ Dương, Mộc Hải Sa tướng quân này sao vẫn còn lỗ mãng như vậy chứ? Phụ Dương yên tâm, con sẽ cho người tìm ông ấy về. Tham kiến điện hạ, Lý Lân bị bắt, hiện đang bị giam trong đại lao của A Sài tộc. A Sài tộc. Các ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Đây. Bích Giao, là ta là Khanh Trần đây. Hả? Sao lại là cô? Mau thả ta ra đi. Khoan đã, tại sao cô mặc chiến phục của Lương Quân? Là ta lấy từ thi thể của người chết đó, chỉ muốn che giấu thân phận, không ngờ đã khiến các cô hiểu lầm. Phải rồi, Lăng Dương điện hạ đâu? Ngài bình yên, lúc này đang trên đường về đại doanh rồi. May quá. Mỹ Nha đâu? Không phải muội ấy đi cùng với cô sao? Mỹ Nha cùng ta vào tại Dương Cung, bị Lương Quân sát hại. Cái gì? Mỹ Nha chết rồi sao? Sao cô lại bình an vô sự như vậy?
Cô nghi ngờ ta sao? Vậy thì cô đã chôn muội ấy ở đâu? Ở trên núi phía sau Tà Dương Cốc. Cái chết của Mỹ Nha, tự bọn ta sẽ điều tra rõ. Cô thân thế bất minh, hành tung bất định, bọn tôi không thể xác định lai lịch của cô. Cô tự cầu phúc cho mình đi. Minh Nha, đi. Minh Nha, Minh Nha, cô đã quên ta cứu các cô sao? Ta đã giúp các cô giải trừ cấm chế. Minh Nha, Minh Nha. Có thể ngồi, chỉ có ngươi là không đủ tư cách. Nhưng cho tới bây giờ Trẫm vẫn luôn coi ông là phụ quan của Trẫm. Đó là vì ngươi không thể giết được Trẫm thôi. Nguyên là ngươi là đứa giống Trẫm nhất,
chấp nhận vì một nữ nhi mà không tiếc từ bỏ tất cả, kể cả hoàng vị và sinh mạng. Ta không có giết ông, vì ta vẫn niệm tình phụ tử của chúng ta bao nhiêu năm nay. Hôm nay trẫm sẽ tự tay hoàn thành chuyện này cho nguyên trạm. Ngươi có biết không Nguyên Lăng, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là tâm lòng lương thiện. Điểm này làm sao ngươi đấu lại Nguyên Trạm đây? Mỗi ngày trong giấc mơ của trẫm, lúc nào cũng xuất hiện cảnh tượng giết cha. Thực ra là một tay Nguyên Trạm gây ra hết. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Nhi tử của trẫm nhận tâm hơn ngươi nhiều. Giết cha đoạt vị, không màng tôn pháp, lập thánh vô nữ làm hậu, làm trái quy tắc hoàng gia. Hôm nay bổn vương sẽ thay thiên hạ diệt trừ tên nghịch tặc này. Xin phụ hoàng tán thành. Những chuyện này tất cả đều do người sắp đặt. Đúng vậy. Hoàng huynh biết không, tới giờ phút này bốn dương có thể đứng ở đây đều nhờ giờ phút của hoàng tẩu đó. Sao Trạm Dương lại nói vậy? Chắc hoàng tẩu vẫn còn nhớ tẩu từng lần lượt thay bổn dương nuôi sống 12 đóa kỳ hoa. Nếu không nhờ những đóa kỳ hoa đó ngưng tụ linh lực, bổn dương làm sao có thể sai người giải được phong ấn thánh vô nữ trong người tẩu chứ? Thì ra là ngài âm thầm nuôi dưỡng huyết mạch ám du, lợi dụng bọn họ qua giải phong ấn trên người ta. Hôm nay chất độc trong pháo hoa cũng do bọn chúng gây ra. Quan tẩu quả nhiên thông tuệ, chỉ tiếc là đã phát hiện quá trễ rồi, không cứu vãn được nữa. Chàng không nguyện cùng ta đồng sanh cộng tử không? Chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp theo cùng. Được, hôm nay ta sẽ tác thành cho các ngươi. Can dự vào chuyện của hoàng gia, đại trưởng lão đã làm sai lời hứa rồi. Trạm Dương mưu đồ lay chuyển sự thống trị của tân đế, âm mưu lật đổ giang sơn xã tắc, như vậy có giữ lời hứa không? Ám
Dù sớm có kế hoạch nghiên cứu chất độc cấm thuật, cứ như vậy hậu quả không thể nào lường trước được. Cửu chuyển linh thạch là thánh vật của du tộc, tuy con đã rời khỏi du tộc nhưng vẫn không thể làm trái thiên mệnh. Cửu chuyển linh lung trận có thể lật đổ càn khôn, chỉ có thánh du nữ mới có thể khởi động. Trưởng lão, người muốn con khởi động cửu chuyển linh lung trận? Nước Ngụy tuyệt đối không thể rơi vào tay của ám du, đây là cách duy nhất để ngăn chặn tai họa xảy ra. Từ xưa thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Quan huynh tranh đoạt hoàng vị, ai cũng biết rất rõ. Giết! Không kịp nữa rồi. Khách chân! Dù sao thiếp vẫn là thánh du nữ của du tộc, mãi mãi không thể trở thành nữ nhân của hoàng gia. Bây giờ chỉ có mở cửu chuyển linh lung trận mới có thể thay đổi tất cả. Nếu cho thiếp tiếp theo một cơ hội nữa, thiếp tuyệt đối không để cho chàng yêu thiếp, càng không để cho mình hủy hoại nghiệp đế dương của chàng. Lần này hãy quên thiếp đi. Sư phụ từng nói, mở linh lung trận, linh thạch sẽ lan tỏa vào cảnh hư không. Phải tập hợp chính viên linh thạch lại một lần thì sẽ lấy cảnh đổi cảnh, thay đổi tất cả mọi việc đã xảy ra.
dựng lên thành này đã quy về tâm trận. Người muốn lấy là lấy đi rồi sao? Người là ai? Ta chính là Cửu Chuyển Linh Lung Sứ. Cửu Chuyển Linh Lung Trận trước giờ do vô tộc ta bảo vệ, sao lại có người ngoài xen vào? Mật cảnh linh lung này đâu chỉ có một mình vô tộc các ngươi biết được. Ngươi thân là thánh vô nữ, vốn dĩ nên toàn tâm toàn ý bảo vệ linh lung trận, vậy mà lại vì tình cảm nam nữ tự ý khai trận, cố ý thay đổi ý trời, lấy động vạn vật, xoay chuyển vị trí, khiến cho số mệnh chúng sinh thay đổi hoàn toàn. Ngươi đã biết lỗi chưa? Cho nên để chuộc lỗi ta đã gây ra, ta sẽ vào linh lung mật cảnh này, dùng tâm đúc tâm, lấy cảnh đổi cảnh, dứt lại âm dương vạn vật. Ngươi có biết lấy cảnh đổi cảnh, thay thế vạn tượng, phải trút hết tâm huyết đúc lại không? Mà mỗi một bước đều sẽ như dẫm lên cửa tử. Nếu như ta chết thì làm sao lại gặp được ngươi ở đây? Ta biết một khi vào trận thì mọi chuyện thay đổi, vật đổi sao dời. Vậy thì ngươi có biết kẻ quay về không gian trong quá khứ thì sẽ không còn gì nữa, và ngươi sẽ trở thành người xa lạ ở trong không gian của mọi người. Người thân và bằng hữu trước đây có thể sẽ trở thành kẻ thù, mà ngươi lại tuyệt đối không thể nói cho đối phương biết tất cả sự thật, nếu không sẽ phải trả giá. Trả giá bằng tính mạng. Cho dù con đường phía trước có gian khổ, dù phải hy sinh cả tính mạng, ta cũng phải thử. Nếu như ngươi cứ chậm chạp lề mề trong không gian quá khứ thì không những khó bảo đảm tính mạng của mình, mà cả những thứ ngươi muốn cứu vãn cũng sẽ tan biến, không còn gì hết. Không oán than, không hối hận. Thank you.
lệ nào. Đây là cái giá khai triển của cựu chuyển Linh Lung Trận. Quân Bình Hưng đã trọng trấn ở biên giới, không biết các tộc nhân bây giờ đang bị giam ở đâu. Bích Giao! Tuy họ đều là du nô, nhưng dù sao cũng là những nữ nhân gặp nạn, các cứ đừng làm quá đáng. Dạ tướng quân. Bích Giao, cô là... Ta... Làm gì vậy? Cô lại. Xin hỏi tướng quân, bọn họ đã phạm tội gì? Tại sao lại bị lưu đày đến đây? Du tộc phản nghịch, bây giờ bị đày xuống làm phản nô. Người nào cũng muốn tránh xa họ, còn cô lại muốn cởi trói cho bọn họ. Nói, thực ra cô là ai? Cô đi đi, mau đi đi. Ta là du nữ. Ngài đừng nghe cô ta nói nhảm, ta không quen cô ta. Vì cô nương này, cô mau đi đi. Bích Giao, nhìn các tỷ muội chịu khổ, làm sao ta có thể sống vui vẻ được đây? Nếu đã như vậy, người đâu, bắt cô ta lại luôn, lấy nước măng thảo cho cô ta uống. Dạ. Nước măng thảo? Các cô đã uống rồi hả? Ừ. Sư phụ từng nói, người tu luyện linh lực không ăn được măng thảo, nếu không thì linh lực sẽ bị phong ấn. Trói lại mau. Dạ. Dạ. Nè. Cô là người du tộc thật sao? Ừ. Vậy sao cô lại ở đây có một mình? Cô nói cho ta nghe, trước cuộc Ly Cảnh Thiên đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô không biết thật sao? Du tộc bị khép vào tội phản nghịch, bị bắt đi lưu đày. Ly Cảnh Thiên đã sớm bị trọng binh càn quét, rất nhiều tộc nhân đều đã bị họ giết. Bọn ta vẫn còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Hoàng gia lợi dụng mang thảo nghiên cứu thuốc nước, có thể phong ấn linh lực trong người bọn ta, cho nên bọn ta không thể nào thoát được. Đạo yểu trưởng lão đâu? Người ra sao rồi?
ta muốn mua tất cả du nữ ở đây. Là hai người muốn mua Juno sao? Hai huynh đệ chúng ta từ 5 triệu tới đây, muốn mua người hầu về hầu hạ trong gia phủ. Người bị quản thúc ở đây đều là tội nô của quan gia. Không biết hai người đã chọn được ai rồi. Không phải ta đã nói rồi, ta mua tất cả. Tất cả? Ngài có biết là muốn mua tất cả tội nô ở đây phải tốn bao nhiêu ngân lượng không? Sao đây? Có người mua không bán à? Nơi này là di quan biên giới, mua bán tội nô cần có gián điệp rõ ràng. Quả đúng là thương nhân 5 triệu. Qua bên này nói chuyện đi. Kẻ quay về không gian trong quá khứ, người thân và bằng hữu trước đây có thể sẽ trở thành kẻ thù, mà cô lại tuyệt đối không thể nói cho đối phương biết tất cả sự thật. Nếu không sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Đây là cái giá vì mình cãi lại ý trời sao? Cô nương lúc nãy ta nghe thiếu hiệp nói muốn mua hết mấy tỷ muội chúng tôi. Nếu thiếu hiệp có thể cứu chúng tôi ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, chúng tôi vô cùng cảm kích. Thứ ca, họ ra giá rất cao đó, người thấy không hợp lý đâu. Lẽ nào không thể thương lượng được sao? Nghe nói về Trường Chinh này làm việc chỉ theo quy tắc thôi, e là hơi khó đó. Tuy vô tộc phải đi đầy, nhưng mà không phải là người vô nghĩa, ơn cứu mạng nhất định sẽ đền đáp. Hai vị thương lượng tới đâu rồi? Những tội nô này nhìn ai cũng gầy gò ốm yếu hết, chỉ sợ mua về rồi không được mấy ngày họ sẽ không chịu nổi. Cái giá ngươi đưa ra lúc nãy có vẻ quá cao đó. Họ là một đám du nữ, không phải nữ nhân bình thường, đương nhiên có chút khác với người thường rồi. Du nữ thì đã sao chứ, cũng là người bình thường thôi. Xem ra còn yếu ớt hơn người thường nữa kìa. Tóm lại thuận mua vừa bán, hai bên đẹp lòng đẹp ý. Nếu hai người cảm thấy hợp lý thì đưa đi. Những kẻ ốm yếu này không có cũng được. Chúng ta đi. Người các người qua bên kia. Dạ. Dạ. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Có lẽ họ là người của A Sai tộc. Không mau đuổi theo. Dạ. Dạ. Nhìn về hướng này có lẽ họ muốn đưa mình ra khỏi thành. Du tộc và A Sài tộc trước giờ không có quan hệ, tại sao họ lại muốn bắt chúng ta? Tới đi cứu các cô, theo ta. Cô
tướng quân, phi vụ mua bán hôm nay e là không làm được rồi. Tại sao? Vừa nãy ngài đã nói là một ta giao tiền, một ta giao người, nhưng mà tình hình hiện nay thì... Chuyện nô đào tẩu đâu phải là chuyện chưa từng xảy ra. Nằm trong tay vệ trường chính ta, bọn họ không chạy xa được đâu. Hai huynh đệ chúng tôi chỉ là thương nhân tiện đường mua bán thôi, không hề muốn dây dưa vào chuyện của quan phủ. Mong tướng quân lượng thứ. Không muốn xen vào vì không muốn rắc rối à? Việc mua bán vốn không hề dễ dàng, cẩn trọng một chút thì vẫn hơn. Nhìn bộ dạng của ngài không giống kẻ nhát gan đâu. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, hòa khí sinh tài mà. Nếu đã vậy, được rồi, trả ngân lượng lại cho họ đi. À, xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Hai vị mời bên này. Cho người âm thầm theo dõi, điều tra lai lịch hai người này. Dạ. Mau lên, mau. Đa tạ cứu giúp. Xin hỏi huynh muốn đưa bọn ta đi đâu vậy? Mau lên. Chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự. Mời cô nương lên xe. Nè, chúng ta sắp phải đi đâu vậy? Cô yên tâm, không có nguy hiểm đâu. Mau lên xe đi. Đã là người của Du tộc, cho dù đi vào đường cùng cũng không được dễ dàng bỏ cuộc. Lên xe trước. Cẩn đi. Cẩn thận đó. Nè, thật ra cô đến từ đâu vậy? Chúng tôi sống ở Ly Cảnh Thiên lâu như vậy, tại sao chưa bao giờ gặp cô? Trước đây trưởng lão bảo tôi rời khỏi Ly Cảnh Thiên để làm vài sự việc. Tôi cũng không ngờ xảy ra biến cố lớn như vậy. Được rồi, lên xe trước đi. Tỉnh lại, tỉnh lại. Tỉnh lại. Mau lên, mau lên. Tỉnh lại, tỉnh lại. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Tỉnh đi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Công chúa. Những du nữ đó đâu? Công chúa thứ tội. Du nữ bị cướp đi mất rồi. Bọn ngựa bắt dê, chim sẽ trực sẵn, cũng do ta bất cẩn thôi. Cô nương không cần sợ nữa, từ nay trở đi các cô được tự do rồi. Khanh Trần thay mặt Du tộc đa tạ Lăng Dương điện hạ, Triệt Dương điện hạ. Khanh Trần, cô nhận ra bổn dương sao? Tiếng tăm của Lăng Dương nước Ngụy ai mà không biết. Lăng Dương điện hạ dù là người hoàng tộc nhưng mà phân rõ đúng sai. Ngày ấy biết Du tộc chúng ta bị quan nên đã đích thân đến cứu chúng ta. Hoàng thất đã được Du tộc bảo hộ nhiều năm, vốn dĩ gắn bó thân tình, nhưng vì một vài hiểu lầm mà gây nên cuộc chuyện hôm nay, ta cũng cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Vì lệnh hoàng thượng nên ta không thể công khai làm trái. Trong thời gian này mọi người cố nhẫn nại một chút, rồi tìm một nơi an toàn để mà nghỉ ngơi. Sẽ có một ngày Du tộc sẽ rửa sạch nỗi oan. Đa tạ Lăng Dương điện hạ, Du tộc sẽ khắc khổ ghi tâm. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Ta chỉ có thể tiễn mọi người đến đây. Hẹn ngày gặp lại.
Lan Dương Điện Hạ, Lan Dương Điện Hạ, phía trước nguy hiểm, có nhiều sát khí, các ngài phải thật là cẩn thận. Sao cô nói vậy? Điện Hạ cũng biết, dù nữ chúng tôi có khả năng tiên đoán, tôi vừa nhìn thấy một màn ảo ảnh. Ảo ảnh? Đúng vậy. Trong ảo ảnh tôi nhìn thấy Điện Hạ cùng với mọi người bị nguy hiểm đến tính mạng. Khanh Trường cô nương, cách thể hiện này của cô đúng là mới mẻ thiệt đó nha. Hả? Vậy gì Điện Hạ, lời Khanh Trần nói đều là sự thật. Biên cương thường có chiến loạn, mong Điện Hạ hãy cẩn thận để hành sự. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Quân Huyền Giáp chúng tôi từng trải qua quyết chiến không chỉ một lần, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận. Nhưng mà Khanh Trần cô nương, đừng chậm trễ thời gian nữa. Để tránh bị truy bắt, hãy mau tìm một con đường nhỏ mà thoát thân đi. Bảo trọng. Bên cạnh bảo vệ Quỳnh ấy, sợ dẫm lên vết xe đổ nên tránh không gặp thì hơn. Quỳnh nhất định phải bình an.